Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Trong cuộc sống, chúng ta lựa chọn trở thành người như thế nào thì có thể thu hút được những người hay những sự việc tương tự như vậy. Khi bạn trao đi yêu thương, cuộc sống sẽ gửi lại cho bạn, thậm chí còn nhiều hơn thế. Người thương yêu cha mẹ tự mang theo nhân duyên quý, người cầu tiến trong sự nghiệp ắt có quý nhân phù trợ. Muốn cả đời may mắn, bạn phải nắm thật chặt 5 quân bài sau. Quân bài thứ nhất, quân bài cầu tiến trong nghề nghiệp, tránh rủi ro trong phát triển nghề nghiệp sau này. Bước vào tuổi trưởng thành, trải qua biết bao thăng trầm, phấn đấu, nỗ lực, con người ta đã tìm được cho mình phương hướng phát triển nghề nghiệp nhất định. Rất nhiều người đã có được cho mình những nền tảng và thành tựu nhất định. Hơn nữa, sự nghiệp của người trưởng thành đã không còn chịu được thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Nếu sự nghiệp có vấn đề gì, muốn bắt đầu lại từ đầu, không phải chuyện dễ dàng, bởi lẽ sức lực và ý chí sớm đã không còn được như hồi trẻ. Bước vào tuổi trưởng thành, vẫn phải luôn giữ cho mình ý chí cầu tiến. Quan trọng là tư duy phải luôn đổi mới, theo kịp thời đại, chứ không phải giữ nguyên quan niệm bảo thủ với nghề nghiệp. Phải học cách củng cố thành tích của bản thân, giống như thả lưới vậy. Khi bạn còn trẻ, bạn thả lưới ra. Lúc trưởng thành, dần dần tu lưới về, rồi sau đó mang cả lưới và cá về nhà. Sự nghiệp phát triển ổn định sẽ dần dần có tài khoản tiết kiệm, giải quyết được vấn đề dưỡng lão. Đến tuổi này rồi, dưỡng lão cũng đừng chỉ trông mong vào con cái. Bản thân cũng phải có của để riêng, có tiền dưỡng lão riêng. Hơn nữa, có tiền tiết kiệm rồi, bạn muốn làm gì cũng đều có sẵn vốn. Sự nghiệp phát triển ổn định, vận may không mời tự tới. Sự nghiệp phát triển tới một độ cao nào đó, vận may tiến tới ào ào. Quân bài thứ hai, quân bài hiếu thảo với cha mẹ khỏe mạnh sẽ giảm bớt được một phần gánh nặng. Con người khi bước vào tuổi trưởng thành, cha mẹ cũng đã già. Nếu bạn không hiếu thuận với cha mẹ, họ có thể vì vấn đề kinh tế hay hoàn cảnh cuộc sống mà bệnh tật liên miên. Cha mẹ bị bệnh, con cái sẽ phải bỏ ra cả tiền bạc và thời gian để chăm sóc. Bản thân người con khi phải chăm sóc cha mẹ bệnh tật trong một thời gian dài cũng là một thử thách vô cùng lớn, thậm chí có thể làm ảnh hưởng tới cả sự nghiệp. Thời gian của người trưởng thành rất quý giá, phải biết cách dùng thời gian mới có thể phát triển tốt hơn ở mọi mặt. Vì vậy, hiếu thuận với cha mẹ, bình thường tiêu một chút tiền, dành một chút thời gian ở bên họ để cha mẹ luôn khỏe mạnh. Bản thân cũng bớt đi được một phần lo lắng sau này, có thể an tâm đi sông pha tứ phương. Người Do Thái có một câu ngạn ngữ: lúc cha mẹ cho con thứ gì, con đều nở nụ cười. Lúc con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc. Cả đời này, người có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không cầu báo đáp, chỉ có cha mẹ. Vậy nên, dù thế nào cũng đừng phàn nàn họ, hãy thông cảm cho họ, quan tâm tới họ. Hãy trân trọng từng phút giây bên cha mẹ, bởi không ai biết được khi nào họ sẽ rời xa ta mãi mãi. Khi cha mẹ còn, hãy luôn nở nụ cười, hãy luôn quan tâm chăm sóc tới họ. Đừng để cha mẹ mỏi mắt ngóng trông mà không nhìn thấy hình bóng của bạn. Khi bạn chập chững bước đi, chỉ có cha mẹ là người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, dìu dắt bạn đi những bước đầu đời. Khi bạn cất tiếng khóc chào đời, chỉ có cha mẹ là người hạnh phúc nâng niu bạn trong vòng tay. Cũng chỉ có cha mẹ là người ngày đêm bỉm sữa, chăm sóc bạn từng miếng ăn giấc ngủ. Khi bạn đau ốm, chỉ có cha mẹ là người mất ăn mất ngủ, ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Vì bạn, dẫu phải bán đi cả khối tài sản cuối cùng trong tay, họ vẫn luôn sẵn sàng. Khi bạn gặp khó khăn, trắc trở, hay khi cả thế giới đều quay lưng với bạn, thì cha mẹ vẫn luôn ở bên che chở bạn, vỗ về bạn. Thế gian có thể làm lòng người thay đổi, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi tình yêu cha mẹ dành cho bạn. Quân bài thứ ba, quân bài giáo dục với con cái có tiền đồ, hạnh phúc đời đời. Không ai giàu ba họ là mối quan tâm của rất nhiều gia đình. Ở xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều cha mẹ vất vả gây dựng cơ nghiệp, kết quả lại bị hủy hoại hết dưới bàn tay của chính con cái mình. Rất nhiều cậu ấm cô chiêu không học hành tử tế, hình thành cho mình những thói quen không tốt, bước vào con đường lệch lạc, khiến một gia đình vốn dĩ đang yên đang lành lại bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Vì vậy,
làm sao để giáo dục con cái là một môn học cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện. Đừng tiếc tiêu tiền cho việc học hành của con nếu thấy đáng đầu tư, cũng đừng bao giờ tiếc thời gian ngồi nói chuyện, tâm sự với con mỗi ngày. Chỉ khi con cái phát triển tốt, có nhân cách tốt, bạn mới có thể sống nhàn nhã, hạnh phúc mới đời đời được truyền lại. Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang chính là vận may của cha mẹ. Cho dù gia đình có nghèo một chút nhưng vẫn luôn giòn giã tiếng cười, làm người cũng nở mày nở mặt với người khác. Quần bài thứ tư, quần bài an nhiên với đời người, dùng tâm thái thuận theo tự nhiên đi đối mặt với thăng trầm cuộc sống. Có thăng có trầm mới là cuộc sống. Cứ sống mà chỉ chăm chăm đi theo đuổi ước mơ, ngược lại sống sẽ rất mệt. Có một vài lý tưởng nếu đã được định sẵn là sẽ không thể nào thực hiện được, vậy thì hãy học cách từ bỏ. Có một vài điều đã được định sẵn là sẽ phải trải qua, vậy thì cũng đừng sợ hãi. Chẳng hạn như sinh lão bệnh tử, cứ điềm nhiên mà tiếp nhận. Bước vào tuổi trưởng thành, luôn sẽ có một người thân nào đó sẽ phải rời xa chúng ta, nhưng bạn cũng không thể nào sống mãi trong u sầu. Dùng một tâm thái an nhiên đi đối mặt với những sự việc xảy ra xung quanh, xem đó là những chuyện thường tình. Tâm thái quyết định vận mệnh. Nếu cứ luôn u sầu, ảo não về những chuyện xung quanh hay đối xử với người khác bằng thái độ cục cằn, tức giận, vậy thì chính bạn cũng sẽ tồi tệ theo. Luôn cảm thấy mọi chuyện không như ý, lúc nào cũng trong trạng thái khó chịu, bực tức, bạn làm vậy thì có lợi ích gì? Chẳng qua cũng đang tự làm khổ chính mình. Bước vào tuổi trưởng thành, học cách thuận theo tự nhiên, chuẩn bị cho mình một tâm thái tốt. Đó chính là vận may của bạn. Hãy nhớ rằng, mọi chuyện hôm nay bạn cho là tồi tệ, ngày mai rồi sẽ qua đi, tất cả sẽ lại tốt đẹp trở lại. Quần bài thứ 5, quần bài trùng thủy trong tình yêu. Trân trọng người trước mắt, về già sẽ có bạn đồng hành. Rất nhiều người chăn đơn gối trước vì không có người bầu bạn, về già mà không có người bên cạnh. Đây chính là một loại bi thương. Lúc trẻ thể non hẹn biển, nhưng suy cho cùng vẫn là phải xem bước vào tuổi trưởng thành, bạn có còn biết trân trọng những người bên cạnh mình hay không? Nếu bạn luôn trân trọng những người ngoài, hay có ý định ngoại tình mà lạnh lùng, hở hứng với người bên cạnh, thậm chí đi đến bước đường đi hôn, vậy thì những tháng ngày độc thân của bạn sau đó tưởng chừng như rất tự do tự tại, nhưng thực ra là bạn đang tự chôn vùi mình khi về già. Tình yêu cần sự trung thủy, lời nói phải thật, hành động cũng phải thật. Nếu giả tình giả nghĩa, lừa dối lẫn nhau, tình yêu sẽ không bao giờ bền chặt. Có thể bạn nghĩ cuộc hôn nhân hiện tại có phần nhạt nhẽo, nhưng mọi tình yêu lâu dần đều sẽ phải trải qua giai đoạn nhạt nhẽo như vậy. Thay đổi góc nhìn, bạn sẽ có một nhận thức hoàn toàn khác về tình yêu. Có một người bên cạnh cả đời chính là vận may trường tồn của một người. Còn người ta bước vào tuổi trưởng thành cũng giống như đánh bài vậy. Mặc dù trong tay nắm những quân bài không tốt, nhìn biết cách đánh, bạn vẫn sẽ giành được chiến thắng. Còn nếu cầm được trong tay những quân bài tốt nhưng lại lãng phí chúng vì sự chủ quan của mình, vậy thì có đánh ra sao cũng vẫn thua. Thành bại đời người đôi khi chỉ trong tích tắc. Còn người ta khi bước vào tuổi trưởng thành cần phải hiểu rằng tuổi thân nhất thời có thể đổi lại được bình an cả đời. Thay đổi góc nhìn, bạn sẽ có thể nhìn được mặt khác của sự việc, có thể cảm thông được với người khác hơn, cũng có thể giúp bạn nhìn rõ chính mình hơn, từ đó biết mình nên đi ra sao. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhờ mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.